Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái máy giặt nhập khẩu từ Ý đây. Vì nó quá thông minh, nó quá nhiều chức năng nên mình phải thử nghiệm rất là nhiều chức năng khác nhau. Rồi sau đó mình mới chọn ra cách tối ưu nhất. Đây, mình đang bỏ quần áo vào nha. Đóng nắp lại. Lưu ý là đóng thật kỹ, vô khớp. Nhà sản xuất có cho mình một cái bảng hướng dẫn sử dụng rất là nhiều chi tiết mà mình đọc cả tiếng đồng hồ luôn. Và đây là cuốn tiếng Anh, gần 20 thứ tiếng luôn. Nếu bạn nào đã có ứng dụng cài á, thì vừa sử dụng cái chức năng wifi đây đó, nó có Simply wifi nè, nó rất là thông minh, nó kết nối với điện thoại cho mình biết là khi nào giặt xong và giặt như thế nào ha. Đó thì chức năng này hơi khó. Và cái nước giặt đây, bạn sử dụng nước giặt là lòng ngang nha. Bây giờ mình sẽ đổ nước giặt vào thị phạm cho các bạn thấy luôn, là cái ô bên bên ngoài nha. Đó, đổ vào, đổ càng nhiều càng tốt, đổ hết bịch luôn, đổ càng nhiều thì càng sạch, thế thôi. Rồi mình đổ hết luôn rồi đó, dốc cho hết luôn, đẩy vô. Rồi bây giờ mình tới nút điều khiển nè. Này, đầu tiên là mình sẽ phải chưa cắm điện mà, quay ra cắm điện nha. Đây, cắm điện vào nguồn. Đây, trước tiên là phải đưa nó về vạch bắt đầu đã cho an tâm ha, bảo quản sản phẩm tốt, sử dụng kỹ thì nó lâu dài các bạn thôi. Đó, cắm điện vô, hoành lại, bắt đầu giờ mình vào nó chỉnh nè. Đây là chức năng hiện đại nhất, giặt 39 phút daily là hàng ngày á. Đó, bạn bỏ ở đây nhấn mà là tự động 39 sao, bút sao là nó sẽ giặt sạch cho bạn ha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà giặt sấy tối ưu nhất mà mình đã thử trong vòng một tuần. Đó, bạn kéo nó qua thêm một mạch nữa. Đó, bạn thấy nó giặt là 59 phút đúng không? Rồi, bạn sẽ chỉnh bắt đầu chức năng sấy nè. Đó, bạn nhấn vào nút này, 1, thấy không? Nút này nó nhảy đèn không? Nhấn là 2 nè. 2 nè. Đó, bạn thấy nó thay đổi thời gian đúng không? Đó, mình sẽ chọn nút nào? Đó, nhấn 3 lần. Đó, mình sẽ chọn nút 120 phút ha. Nhưng mà mình sẽ nhấn tiếp vài lần để cho các bạn xem thị phạm qua, thì nó có 120 phút nè. Đó, nó sẽ tính tổng thời gian 120 phút cộng với 59 giặt là 2 giờ 59 phút, thấy không? Rồi, lựa chọn tiếp theo là 90 phút. Đó, sấy 90 phút. Rồi, hay là 60 phút hoặc là 30 phút, tùy bạn chọn sấy. Cái số lượng quần áo của bạn ít thì bạn chọn sấy ít thôi. Còn số lượng quần sấy bạn nhiều hoặc là trời nó vải ấm dày thì mình sấy 120 phút ha. Thường là cái công nghiệp cho nên mình sẽ sấy kỹ cái sản phẩm mình may cho khách hàng, cho nên là mình sẽ sấy 120 phút. Rồi, xong mình chọn 120 phút cộng với giặt nữa là 59 phút, tổng là 2 giờ 59 phút ha. Mình nhấn nút start bắt đầu. Ok. Đó, nó hiện nút khóa là ok, máy đang chạy đó. Máy đã nhận rồi đó. Rồi bạn nhìn đây coi, nó đang thui à. Nó đang tính cái khối lượng của quần áo á, và nó tính cái lượng nước bao nhiêu là phù hợp để nó bắt đầu triển khai cho mình ha. Sau khoảng 30 phút á, thì mình hoành lại. Đó, mình thấy là trong lòng giặt nó đã bọt quá trời bọt luôn. Đó, mình giặt kỹ cho nên mình bỏ rất là nhiều xà bông vô đây để cho sản phẩm mình may ra tốt nhất. Đó, mình đi làm công chuyện, cái tự nhiên cái điện thoại nó nhắn tin lên là nó phát hiện ra là cái máy giặt mình đã giặt xong. Nó báo cho mình biết là đã giặt xong rồi đó. Hay ghê không? Thông minh ghê không? Rồi mình đi tới cái máy giặt nè. Đó, nó hiện ra hai vạch là ok ha. Rồi mình sẽ mở cái máy giặt ra. Xem chất lượng. Rồi đầu tiên mình phải tắt nguồn trước đó ha. Đưa cái vạch không đó. Rồi, rút điện ra luôn để an toàn cho chính mình và cái máy giặt nó. Rồi, mở hàng nó lấy thôi. Ủa, sao mở được ta? Cứng vậy? Từ từ để mình kiểm tra coi bị gì vậy? Chắc thử rồi phải không ta? Đây, tại khoảng 10 giây sau mình bật ra ha. Chắc là tại nó đang tính toán nhiệt độ, nó không để sợ mình nóng quá đó. Đó, đồ bây giờ mới nóng hổi luôn. Rất là bây giờ có thể mặc được luôn rồi đó. Nó diệt vi khuẩn và nấm mốc cho mình ha. Đó. Ok, đây là loại rất là xịn cho nên khỏi cần phải giặt gì, phơi gì hết trơn. Rất là đã. Bye bye. May đồng phục thể thao, chọn thể thao yes.